Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng ban lễ tang lên thắp hương trước linh cữu đồng chí Hoàng Đình Phúc. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, thành phố Thái Nguyên. Kính thưa các đồng chí thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể phường Phan Đình Phùng. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ và nhân dân tổ dân phố 10 phường Phan Đình Phùng. Kính thưa toàn thể gia quyến. Đồng chí Hoàng Đình Phúc, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, do lâm bệnh trọng, mặc dù đã được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng đồng chí đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt chúng ta vào hồi 4 giờ 24 phút ngày 3 tháng 3 năm 2024, tức ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Thìn, hưởng thọ 68 tuổi. Trong thời gian tổ chức lễ tang đồng chí Hoàng Đình Phúc, ban lễ tang và gia đình tang quyến đã nhận được sự chia buồn sâu sắc của trên 300 đoàn đại diện cho các tập thể, gia đình và cá nhân. Thay mặt ban lễ tang và gia đình tang quyến, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí thay mặt các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, các cơ quan địa phương, đơn vị nơi các con của đồng chí Hoàng Đình Phúc sinh sống và làm việc, các cụ, các ông, các bà, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 10 phường Phan Đình Phùng cùng toàn thể bà con họ hàng, anh em nội ngoại, bạn bè gần xa đã đến thắp hương, phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa đồng chí Hoàng Đình Phúc đến nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, căn cứ quy định số 611 ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quy định một số nội dung về việc tổ chức lễ tang đối với cán bộ diện tỉnh ủy quản lý, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng đã ban hành quyết định số 308 về việc thành lập ban lễ tang đồng chí Hoàng Đình Phúc. Sau đây tôi xin công bố quyết định. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, quyết định số 308 ngày 3 tháng 3 năm 2024 về việc thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Hoàng Đình Phúc. Căn cứ quy định số 611 ngày 16 tháng 8 năm 2016 của tỉnh ủy Thái Nguyên, căn cứ quy định số 11 năm 2022 của thành ủy Thái Nguyên, xét đề nghị của thường trực cấp ủy, ban thường vụ quyết định điều 1 thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Hoàng Đình Phúc, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, gồm các đồng chí sau: 1. Đồng chí Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng ban tổ chức lễ tang. 2. Đồng chí Lê Đức Vượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Phó ban. 3. Đồng chí Phạm Hoàng Thắng, Bí thư chi bộ tổ dân phố 10, Phó ban. 4. Đồng chí Ngô Đức Khánh, Phó Bí thư chi bộ tổ trưởng dân phố 10, thành viên. 5. Đồng chí Quản Thị Lý, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 10, thành viên. 6. Đồng chí Vũ Văn Huê, Chi hội trưởng người cao tuổi tổ dân phố 10, thành viên. 7. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, Chi hội trưởng cựu chiến binh tổ dân phố 10, thành viên. 8. Đồng chí Luân Thị Hoa, Chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố 10, thành viên. 9. Ông Trần Mạnh Đức, đại diện gia đình, thành viên. Điều 2. Ban tổ chức lễ tang có trách nhiệm tổ chức lễ tang đồng chí Hoàng Đình Phúc theo nghi thức quy định của nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên. Ban tổ chức lễ tang tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Văn phòng Đảng ủy, chi bộ tổ dân phố 10 và các đồng chí có tên tại điều 1 thực hiện quyết định này. Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư, Tô Hệ Sĩ đã ký. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng ban lễ tang lên đọc lời điếu đồng chí Hoàng Đình Phúc. Xin mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tỉnh Thái Nguyên. Kính thưa các đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể thành phố Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 10. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân tổ dân phố 10 cùng gia quyến, họ hàng, thân bằng cố hữu gần xa của gia đình đồng chí Hoàng Đình Phúc. Kính thưa toàn thể tang lễ, đồng chí Hoàng Đình Phúc, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam,
huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, thường trú tại tổ dân phố 10, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Do tuổi cao, bệnh trọng, đồng chí đã từ trần vào hồi 4 giờ 24 phút ngày 3 tháng 3 năm 2024, tức ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Thìn, hưởng thọ 68 tuổi. Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng cùng đông đảo nhân dân, đồng chí, bạn bè, họ tộc và gia đình long trọng tổ chức lễ truy điệu tiễn biệt đồng chí Hoàng Đình Phúc về cõi vĩnh hằng. Trong giờ phút đau thương này, chúng ta có mặt đông đủ tại đây để vĩnh biệt đồng chí, người đảng viên trung kiên, người cán bộ trung thành, tận tụy suốt cả cuộc đời, sống chiến đấu, lao động, học tập theo lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Đồng chí Hoàng Đình Phúc, sinh năm 1957, tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong một gia đình trung nông, đồng chí là người con thứ tư, trong gia đình có 5 anh chị em. Cùng bao bạn bè trang lứa, tuổi thơ của đồng chí trải qua bao vất vả, khó khăn, nhọc nhằn, song được sự quan tâm. Chăm sóc của gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ, tham gia công tác và từng bước trưởng thành. Từ tháng 4 năm 1975 đến tháng 7 năm 1975, đồng chí là binh nhất, chiến sĩ đại đội 4, tiểu đoàn 3, trung đoàn 23, sư đoàn 304B. Từ tháng 8 năm 1975 đến tháng 7 năm 1979, đồng chí là hạ sĩ thủ kho K10, cục hậu cần, phòng không, không quân. Từ tháng 8 năm 1979 đến tháng 8 năm 1980, đồng chí là hạ sĩ, học viên, trưởng lái xe, quân chủ, phòng không, không quân. Từ tháng 9 năm 1980 đến tháng 8 năm 1981, đồng chí là trung sĩ, trợ giảng lái xe, trưởng lái xe, quân chủng, phòng không, không quân. Từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 2 năm 1983, đồng chí là thượng sĩ, lái xe TZM, đại đội 2, tiểu đoàn 169, trung đoàn 276, sư đoàn 365, quân chủng phòng không không quân. Từ tháng 10 năm 1982, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 3 năm 1983 đến tháng 2 năm 1995, đồng chí chuyển về công tác tại công ty chè Bắc Thái, được giao nhiệm vụ là lái xe của công ty. Từ tháng 3 năm 1995 đến tháng 3 năm 2006, đồng chí chuyển về công tác tại công ty khoáng sản Thái Nguyên, được giao nhiệm vụ là lái xe của công ty. Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 6 năm 2006, đồng chí công tác tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên. Từ tháng 7 năm 2006 đến nay, đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ. Hiện nay đồng chí cư trú tại tổ dân phố 10, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Trở về sinh sống tại địa phương, đồng chí vẫn luôn giữ phẩm chất trong sáng của người đảng viên, luôn gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia sinh hoạt Đảng và các đoàn thể, các tổ chức xã hội với tinh thần trách nhiệm cao. Kính thưa toàn thể tang lễ, với phẩm chất cần cù, hiếu học, sớm giác ngộ cách mạng, lý tưởng của Đảng, đồng chí Hoàng Đình Phúc là một đảng viên trung kiên, người chiến sĩ cách mạng suốt đời, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân. Dù ở cương vị nào, nhiệm vụ nào được Đảng và nhà nước giao phó, đồng chí đều tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn là người chiến sĩ cách mạng, người đồng chí, đồng nghiệp gần gũi, chân thành, được mọi người quý yến, tin yêu. Khi được về nghỉ hưu, trở về sinh sống tại địa phương, đồng chí vẫn luôn giữ phẩm chất trong sáng của người đảng viên, tích cực tham gia xây dựng các phong trào, sống chan hòa, đoàn kết, thân ái, được bà con nhân dân quý trọng, con cháu noi theo. Trong suốt 30 năm, 31 năm công tác,
trên nhiều cương vị được giao. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tận tụy, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang hết sức mình phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với thành tích cống hiến của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Về đời tư, đồng chí xây dựng gia đình với bà Trần Bích Thủy. Đồng chí đã luôn quan tâm, yêu thương, tạo mọi điều kiện cho người bạn đời nuôi dạy các con. Hai ông bà sinh hạ được hai người con trai. Đến nay các con của đồng chí đều trưởng thành, đều là công dân có ích cho xã hội. Hai ông bà có 4 cháu nội, các cháu đều là con ngoan, trò giỏi và là công dân tốt cho xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, đồng chí luôn thể hiện là người chồng, người cha, người ông hiền lành, mẫu mực, giản dị, nhân hậu, hết lòng yêu thương con cháu, vui hưởng hạnh phúc gia đình. Nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và gia quyến đồng chí Hoàng Đình Phúc. Sinh có hạn, tử bất kỳ. Đồng chí Hoàng Đình Phúc mất đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho Đảng bộ phường Phan Đình Phùng. Mất đi người đảng viên trung kiên, gia đình mất đi người chồng, người cha, người ông kính mến, dòng họ mất đi người thân thương yêu, tổ dân phố 10 mất đi một công dân mẫu mực, sống chan hòa, tình cảm. Trong giờ phút đau thương này, tất cả chúng ta có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và xin được gửi tới gia quyến đồng chí Hoàng Đình Phúc lời chia buồn sâu sắc nhất. Tiễn biệt đồng chí về cõi vĩnh hằng, an giấc ngàn thu. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi đề nghị các đồng chí, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân có mặt tại đây dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Đình Thìn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Trần Mạnh Đức, đại diện gia đình, phát biểu ý kiến. Kính thưa hương hồn anh Hoàng Đình Phúc, kính thưa cấp ủy chi bộ phường Phan Đình Phùng và tổ dân phố số 10 phường Phan Đình Phùng, kính thưa các ban ngành, các tổ chức chính trị, tổ dân phố số 10 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các gia đình thông gia, liên gia, kính thưa toàn thể bà con, chồng, cha, ông, anh chúng tôi là ông Hoàng Đình Phúc, sinh ngày mùng 1 tháng 8 năm 1957. Qua một thời gian dài lâm bệnh trọng, mặc dù đã được vợ con, anh em bên nội bên ngoại cùng các thầy thuốc y bác sĩ tận tình chăm sóc và cứu chữa, nhưng bệnh của anh tôi quá trọng nên đã không qua khỏi và đã từ trần hồi 04 giờ 24 phút ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024, tức là ngày 23 tháng 1 năm Giáp Thìn, anh tôi hưởng thọ 68 tuổi. Qua hai ngày tổ chức tang lễ cho anh tôi, gia đình, vợ con, anh chị em chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của ban tổ chức tang lễ, sự quan tâm của ban chấp hành Đảng bộ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên,
cấp ủy, chi bộ và các ban ngành đoàn thể nhân dân tổ dân phố số 10, phường Phan Đình Phùng. Thay lời cho gia đình, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn ban tang lễ, xin được cảm ơn cấp ủy chi bộ, các ban ngành đoàn thể phường và tổ nhân dân số 10, phường Phan Đình Phùng. Chúng tôi xin được cảm ơn ban lãnh đạo nhà máy Z127 của Bộ Quốc phòng. Xin được cảm ơn Trung tâm Y tế của thành phố Thái Nguyên. Ban giám đốc, xin được cảm ơn ban giám đốc giám hiệu Hội đồng Sư phạm Trường Mầm Non, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Và xin cảm ơn các gia đình thông liên gia, anh chị em, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã tới phúng viếng, chia buồn và gửi vòng hoa, lời chia buồn tới gia đình chúng tôi. Sau khi tiễn đưa chồng, cha, ông, anh của chúng tôi về nơi mồ yên mà ấm, gia đình chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị trong buổi tang lễ hôm nay chúng ta trở lại gia đình ăn với chị tôi, với các cháu tôi và anh em chúng tôi bữa cơm chia buồn, để cho chị tôi và các cháu cùng chúng tôi có lời cảm tạ. Thay lời cho chị, cho các cháu của tôi, anh em chúng tôi một lần nữa xin được đa tạ cảm ơn quý vị. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, chương trình lễ truy điệu đồng chí Hoàng Đình Phúc, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, xin được kết thúc tại đây. Sau đây xin trân trọng kính mời các đồng chí thành viên ban lễ tang lên điều hành phần chấp lệnh chuyển linh cữu đồng chí Hoàng Đình Phúc lên xe tang.